tụi em mới hẹn hò nhau đi coi kịch Người Vợ Ma hay lắm. Các em biết cái kịch Người Vợ Ma của ai không? Của chị Hồng Vân. Dạ, của chị Hồng Vân. Em rất là thích cái vở kịch đó. Anh đã coi cái kịch đó 5 lần rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Lần đầu tiên thì em đi coi với lại gia đình. Lần thứ hai thì thấy hay quá thì mới rủ những bạn đồng nghiệp trong công ty đi xem. Lần thứ ba thì với là cô bạn gái thứ hai. Thứ tư thì với cô bạn gái thứ ba. Trời ơi, bà xã cuối cùng là thế nào? Em bữa đó đang chở nhau đi chơi, cái ảnh kể về mấy cái cuộc tình trước của ảnh. Cái ảnh nói là mấy người trước bỏ ảnh không à. Anh nói với em là cho dù sau này anh với em mà có chuyện gì đi nữa, chia tay hay là gì nữa thì anh cũng không có buồn nữa. Hỏi chị mà bạn trai mình nói câu đó làm sao mà không buồn được, đúng không? Tự nhiên đang quen mình mà đi nói. Hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Trương Trọng Thắng, năm nay là 32 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên địa ốc. Thắng 32 tuổi thiệt á hả? Dạ. Em có khai mang không? Dạ không chị. Nhìn vậy trẻ quá. Nhìn em giống như là 21, 22 á, đúng không Thuận? Đúng vậy. Đúng vậy. Còn em? Dạ em là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 24 tuổi, năm nay trợ. Tâm là 24, còn Thắng là 20? 32. 32. Dạ. Nghĩa là chênh lệch nhau chỉ có chút xíu tuổi thôi. Thế là Tâm và Thắng quen nhau khi nào? Tình cờ một dịp em lang thang trên mạng. Một cái trang mạng xã hội nói thì em thấy nick của bà xã nghe cũng hay hay, đó là Tiểu Thư Tập Yêu. Cho nên là em mới add nick làm quen thử. Thấy ảnh làm quen thì em cũng trả lời như mọi người thôi. Xong rồi tụi em mới hẹn hò nhau đi coi kịch Người Vợ Ma hay lắm. Các em biết cái kịch Người Vợ Ma của ai không? Của chị Hồng Vân. Dạ, của chị Hồng Vân. Em rất là thích cái vở kịch đó. Anh đã coi cái kịch đó 5 lần rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ, dạ. Em đi coi với bà xã của em. Dạ. Không có mấy lần trước cũng là bạn gái nữa chị. Có nghĩa là chết là chị hố hả trời? Hố hàng. Có nghĩa là cứ mỗi lần đi coi với bạn gái là dẫn đi coi. Lần đầu tiên thì em đi coi với lại gia đình. Lần thứ hai thì thấy hay quá thì mới rủ những bạn đồng nghiệp trong công ty đi xem. Lần thứ ba thì với là cô bạn gái thứ hai. Thứ tư thì với cô bạn gái thứ ba. Trời ơi, bà xã cuối cùng là thế nào? Em cảm xúc như sao lúc mà lần đầu tiên gặp? Mới chat ngày thứ hai là hẹn đi, xong rồi hôm đó em đi diễn, em hẹn ảnh là anh tới trước có gì em diễn xong em chạy qua đó luôn. Cái ảnh qua trước em tới, em điện thoại cho ảnh là anh ơi em tới rồi, giờ anh đang ở đâu? Cái anh mới nói là em đang ở đâu, em đứng cho nó đi rồi anh lại. Vừa tắt máy xong cái em thấy có một người đi lại, trong bụng em nói trời sao mà sớm dữ vậy, không có được đẹp như là trong hình. Cái xong cái em nói giá trời đừng phải là người này nha. Rồi. Cái sao em quay mặt em lên đó, cái ảnh lại ngay em, anh hỏi tên. Xong hai đứa mới đi chơi bowling xong rồi bắt đầu mới vô xem kịch. Ủa vậy chứ em làm nghề em gì? Làm nghề gì ạ? Chứ em làm diễn viên múa. Diễn viên múa. Vậy là tụi em quen nhau qua mạng. Dạ. Quen được bao lâu á thì là đi chơi bowling với lại đi coi Dạ chắc ngày trước ngày sau đi. Hèn gì nên là hơi bị sốc với người ấy, không như là cái suy nghĩ của mình. Dạ. Đúng không? Em. Dạ. Ấn tượng ban đầu của vợ em dành cho em đó là sến. Dạ. Vậy thì em ấn tượng ban đầu về vợ em đó là gì? Ở ngoài thì cô ấy rất là cao ráo, thể hình rất là sport. Em nhìn là em thích liền, thích ngay từ đầu luôn. Rồi sao? Cũng lỡ hẹn rồi thì xong rồi tụi em vô coi kịch mà lại là kịch ma nữa. Em cũng rất là sợ ma. Ngồi ngay cái máy lạnh chĩa xuống rất là lạnh luôn nữa. Lâu lâu cái sợ quá, cái giật mình, cái đụng ảnh cái cái lúc mà vợ em á sợ giật mình đụng em, cảm xúc em sao? Lúc đó em cũng muốn là choàng qua để ôm che chở đó. Che chở ôm cổ, nhưng mà đó là lần đầu tiên gặp cho nên là sợ là người ta sẽ nghĩ là mình lợi dụng. Đúng. Cho nên là cứ ngồi im ru. Vậy ru luôn. Dạ. Coi như hôm đó là im ru thôi chứ. Dạ. Không có vấn đề gì. Im ru. Thì nó cứ mỗi lần sợ cái chọt, cái sợ chọt cái mà hai đứa cứ vẫn im ru. Hai đứa cứ cạo qua cạo lại. Thành ra là rồi đến lần đi chơi thứ bao nhiêu á thì hết im ru. Lần thứ hai là hết im ru là đi đâu? Lần thứ hai là đi xem phim. Phim gì? Hai phim hành động với phim ma. Nữa phim ma nữa hả? Chiều nữa, chiều phim, đây đi là coi phim chiều ma mới để cả nữa. Sau cái buổi coi kịch ma đó. Dạ, thì bao lâu thì mới đi coi phim? Dạ ngày hôm sau luôn. Ngày hôm sau luôn. Dạ. Hai bạn chậm này được hả? Cái là chậm quá. Dạ cái á. 7-8 giờ gì đó tới rước em sửa soạn từ chiều. Cái bữa đó trời mưa, anh nói là ngập nước qua xe đi không được. Cái em cảm thấy tức quá, từ chiều giờ mình sửa soạn mình ngồi đợi cả buổi mà giờ giống như là không được đi nữa. Bữa đó là em rất là cố gắng để mà vào nhà của vợ nhưng mà mưa ngập lên láng luôn, xe mà đi vô đó là chết máy thôi. Rồi bao lâu thì hai chị bao lâu đi thì coi rút phim? Nước. Dạ thì em kêu anh đợi rồi em kêu em chở ra hai đứa đi coi phim. Vô coi phim thì sao? Cả làm sao?
Trời ơi, em hỏi sao lạ liễu quá vậy? Lúc đó cũng là do hoàn cảnh thôi anh. Cái rạp phim đó là cái rạp phim tư nhân. Lúc đó là trời mưa cho nên là quán vắng lắm, chỉ có hai đứa. Lúc đó là giống như là cơ hội tới. Xem phim ma thì lúc đó là bà xã cũng sợ rồi. Lúc đó là hai đứa cũng lạnh, vừa lạnh mà vừa ướt nữa. Cho nên là kỳ này là càng mạnh bạo hơn. Bà xã thì ngồi dựa sát vào em thì em choàn qua em ôm. Thì thấy cô ấy cũng không nói gì. Rồi em mới tiến tới là nắm tay, cũng không nói gì. Còn gì nữa? Rồi thấy vậy cái em làm luôn là... Làm luôn là cái gì? Không có, là ôm hôn. Ờ, ở gì nó phải rõ ràng, cả tiếng Việt mình nó phong phú lắm, cái từ làm luôn ai biết làm gì. Cái thấy ảnh ôm em xong ảnh hôn thì cũng cảm giác rất là ấm áp. Ảnh thì nhỏ con nhưng mà được cái là vòng tay rất là ấm. Dạ, ảnh xong là thấy ấm quá thôi để luôn. Em à, rồi cái lúc đó em có tranh thủ tỏ tình luôn không? Thấy hôn á, cô ấy cũng im cho nên là lúc đó là em mới nói là em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Thì mới nghe một cái lời đáp rất là ngọt ngào. Dạ. Dạ luôn. Vậy thôi dạ. Đó hả? Ừ. Có nghĩa là câu chuyện tình của hai bạn là một câu chuyện tình rất là lâu, lâu ngày. Quen nhau xong đi coi kịch. Mà nếu viết tiểu thuyết thì chỉ có coi như nửa trang thôi đó. Cái nghĩa là đi coi kịch xong rồi đi coi phim, rồi thế là quen nhau. Rồi sau đó thì bao lâu lấy? Khoảng 6 tháng. Trong cái khoảng 1 tháng đầu tiên á, thì hai đứa gặp nhau thường xuyên, đi chơi rất là vui. Ngày nào cũng gặp hết, vui lắm. Từ lúc quen tới bây giờ luôn là chỉ có 2 ngày là không gặp nhau thôi. Vậy hả? Lúc mà quen ảnh á, toàn là em tới rước ảnh không à. Anh không có rước em. Thì anh nói với em là em ơi thôi giờ hả, công ty anh ở quận 3, nhà anh thì quận 10, em ở Bình Tân. Nếu mà anh làm xong anh đi về anh tắm rửa, anh qua nhà em chắc khoảng 7-8 giờ. Rồi xong rồi mình phải chạy ra quận nhất mình chơi thì nó mất thời gian lắm. Anh nói thôi giờ em qua nhà anh em rước đi rồi hai tụi mình có thời gian đi chơi nhiều hơn. Cứ thế là ngày nào em cũng tới rước. Nghĩa là từ lúc yêu nhau cho đến lúc lấy nhau cho tới bây giờ luôn đó. Nghĩa là chỉ có 2 ngày là hai bạn không gặp nhau thôi. Dạ, 2 ngày đó giận. Giận sao? Bữa đó đang chở nhau đi chơi, cái anh kể về mấy cái cuộc tình trước của anh. Cái anh nói là mấy người trước bỏ anh không à. Anh nói với em là cho dù sau này anh với em mà có chuyện gì đi nữa, chia tay hay là gì nữa thì anh cũng không có buồn nữa. Hỏi chị mà bạn trai mình nói câu đó làm sao mà không buồn được đúng không? Tự nhiên đang quen mình mà đi nói câu đó. Tại vì á em á quen trước đó là 2 người rồi. Thì mối tình nào em cũng rất là thương yêu thấm thiết rồi kéo dài trên 3 năm. Hai bên gia đình biết nhau hết rồi cũng là định ngày là sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cũng là do duyên số thôi. Chia tay cho nên em nghĩ là giống như là trở thành vợ chồng cũng là do duyên số. Cho nên là quen á thì chưa chắc gì đã trở thành vợ chồng. Cho nên em nghĩ sao thì em nói vậy. Đó. Bây giờ hiểu chưa? Sau đó thì bao lâu thì cưới? Khoảng 5 tháng sau. Có một hôm thì em rủ bạn gái về nhà ra mắt ba, giới thiệu với ba cơm gia đình thôi. Trong cái buổi cơm đó thì em cũng có nói giỡn là ba thấy bạn con được không? Con cũng lớn tuổi rồi, thôi sang năm ba làm đám cưới cho con nha. Ba cũng im, ba không nói gì hết. Xong rồi cái một hồi cũng lặp lại cũng câu hỏi đó. Nói ba sao thấy được không? Làm đám cưới cho con nha. Ba mới quay qua ba nhìn thì ba mới nói là bộ muốn vợ lắm rồi hả? Muốn vợ thì thôi ngày mai là cưới liền đi. Trời ơi. Tội nghiệp tròn quá à. Bất ngờ không chị? Bất ngờ lắm. Xong cuối cùng sao, ngày mơ có cưới thiệt không hay không. Sao lúc mà ăn cơm xong thì hai đứa vô phòng sao em mới nói hả, có hỏi em chưa mà là tự nhiên đòi cưới. Có ai chịu đâu mà cưới. Cái anh mới nói là giờ không chịu không cưới luôn nữa. Bắt cóc luôn. Anh mới nói câu gì, cưới vợ phải cưới liền tay. Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ nhìn pha. Rút kinh nghiệm mấy lần trước. Rồi sau đó em đồng ý hả? Thấy ảnh là một người sống rất là tình cảm, cũng rất là thương em, thôi cũng chịu luôn. Rồi bây giờ lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, một năm mấy. Một năm mấy. Rồi các bạn lấy nhau về thì các bạn có những cái bất ngờ gì về nhau không? Quá bất ngờ. Vợ em thì nóng như lửa luôn. Rồi với lại có một cái tính là hay bừa bộn. Lấy cái gì ra làm xong rồi bỏ đó. Nói góp ý thì nói là anh cứ để đi chút xíu em dọn. Nhưng mà toàn là em đi dọn không à. Ảnh thì rất là gia trưởng, nói nhiều, kỹ tính. Ăn thì rất là kén ăn. Vô bằng ăn bới cơm cho ảnh nhiều. Thì anh nói em ơi sao bới cơm nhiều giờ sao anh gấp vào ăn được. Cái bới cơm ít chút xíu anh nói sao anh bới cơm ít quá vậy, không có đầy chén à. Bới sao anh cũng không chịu hết trơn á. Cái vô còn đồ ăn thì nói trời nay đồ ăn gì đâu mà không có hả, ngon lành hết trơn. Lúc nào vô bằng ăn là cũng chê. Vậy nói nhiều kỹ tính. Còn em thì hay giận hả?
Dạ, bà xã thì hay giận, hở đụng chuyện gì cũng giận hết. Ủa nhưng mà cái lúc quen nhau là không lúc quen nhau là không hề. Chà. Rất là vui vẻ, nói một cái là cười, nói một cái là cười. Tại vì lúc mà quen ảnh thì ảnh cũng đâu có chọc cho em giận. Lúc mà cưới nhau xong về cái ảnh hay chọc, cái chọc qua giận lại xong cái em đặt tên cho ảnh luôn là khoái chọc thắng. Hả? Còn ảnh đọc lại cho em là giận thì hờn tâm. Giận thì hờn tâm hả? Giận. Biết người ta hay giận mà cứ khoái chọc. Nhiều khi vợ em nóng tính đó là do cái gia trưởng của mình quá không? Dạ em cũng nghĩ là một phần. Nhưng mà cũng một phần là cô ấy hay giận. Dạ cho anh hỏi nghe là nãy chồng nói em là nóng tính rồi hay giận. Vậy thì em có hay ghen không? Dạ cũng có. Dạ quá ghen. Quá ghen luôn hả? Dễ giận mà lại hay ghen nữa. Anh nghĩ là em phải là người ghen chứ. Tại sao lại ghen? Chở em đi trên đường cái ngang quán cà phê có nhiều cô mặc đồ hở hang sexy. Cái ảnh hay nhìn qua. Nhìn ảnh nhìn cái em mới nói anh nhìn gì vậy? Cái anh nói thì anh nhìn vô quán cà phê thôi nhưng mà thật ra là em biết anh nhìn mấy cô đó. Giống như là không có tôn trọng mình. Cái đó là do tâm lý thôi. Nhưng mà nhiều khi anh sợ là chồng em ghê chọc em không? Không có, ảnh thích vậy người nào như đi xe gặp mấy cô mà hả mặc đồ hở hang hay là gì dáng đẹp hay là gì là ảnh cũng nhìn hết trơn. Nhìn xong mà còn quay lại nữa chứ. Cái đó giống như là một cái phản xạ tự nhiên của một người đàn ông thôi. Thực ra trời ơi chị đố em tìm ra một cái ông đàn ông mà thuần chủng nào á mà thấy phụ nữ đẹp không? Dạ đúng rồi đó. Nói vậy nè em à. Dạ. Em có muốn vợ em bớt ghen không? Cái tính ghen thì em không có sợ, em chỉ sợ cái tính nóng tính thôi. Nóng tính. Dạ, em muốn vợ em là bớt cái nóng tính lại. Em nóng tính là em im lặng à, còn anh này thì nói nhiều. Em mỗi lần mà giận nhau thì anh này nói thôi mà em hay nhịn đó. Em mà càng nhịn thì ảnh càng nói, cứ nói nó hoài nó hoài. Nói riết à, em mới nóng lên nữa, xong cái em khóc rồi xong cái khó thở rồi xỉu này kia. Tức là nóng cái kiểu mà nóng lạ đó, dạ, đó không? Chứ không phải là nóng mà la hét, đập phá đồ đạc mà nóng xỉu. Chà cái này căng ạ, đó là một ca khó nữa nha. Cho nên là đừng bao giờ để cho cô này nóng lên nha. Đó, nóng lên vậy xỉu bất tử nữa, coi như là mệt à nghe. Dạ. Rồi đó giờ nghe vợ tâm sự về thì em thấy sao, có sửa được không? Thì bây giờ biết tính của vợ vậy rồi cho nên là cái gì nhịn được thì cứ nhịn thôi. À thôi, tôi nghĩ là cứ nhịn. Dạ. Mỗi người nhịn một miếng thì sẽ hạnh phúc và bền vững hơn. Cái nóng này nóng kỳ lắm, rồi. Nóng lạ rồi. Lùng lắm ạ. À. Rồi dạ. Về, bớt nóng lại nghe. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Tham gia chương trình rồi còn con ở gì hôm qua mới đi cắt tóc đúng không? Dạ. Nên mình bắt đầu là biết rồi. Rồi xin chào hai anh chị. Dạ. Mời hai anh chị giới thiệu sơ về mình. Dạ em chào quý vị khán giả, chào anh Út Thuận và chị Hồng Vân và quý vị đang xem đài. Em tên là Nguyễn Thành Thiết, sinh năm 1977, quê ở Thủ Thừa, Long An. Sao mà người nhìn mạnh mẽ, nhìn phong sương, nhìn bản lĩnh như vậy mà sao có vẻ như rụt rè quá vậy hả? Dạ tại rung. Rung hả? Dạ rung. Giờ làm sao cho hết rung đây? Cho một tràng pháo tay rồi. Bớt chưa? Bớt dạ. Chưa anh Thành Thiết? Dạ bớt, dạ bớt. Dạ. Dạ nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Em có quản lý một cái công ty nhỏ nhỏ của em dạ. Chuyên về xây dựng nhà ở. Hiện nay đang làm thêm cái mảng nhỏ nhỏ là bất động sản. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Vân. Chào quý khán giả có mặt trong trường quay và khán giả đang xem đài. Em tên là Lưu Thị Thanh Thảo, em sinh năm 1980. Nghề nghiệp của em là kế toán dịch vụ, em đang quản lý 10 công ty. Quản lý 10 công ty lần đó. Ở chị là ở Sài Gòn hay là? Dạ em ở Long An. Long An. Dạ. Hai người quen nhau dạ, sao? Dạ quen chắc nhau đi mua đất là phải không? Dạ không phải. Em là bên kế toán dịch vụ. Cho nên là em chuyên về thành lập doanh nghiệp. Thì trong một ngày nào đó các em vô sở kế hoạch để em nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Thì anh này thì cũng vô để mà thành lập doanh nghiệp nhưng mà thành lập riêng của mình. Ừ. Dạ. Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó thì em ngồi một mình. Thì anh này thấy trên tay em thì không có đeo nhẫn mới bước đến làm quen. Dạ thì hỏi ra là nghề nghiệp của em thì cũng sau này cũng liên quan đến công việc của ảnh. Đó thì hai người mới trao đổi rồi xin số điện thoại với nhau.
Thì trước đó là em có thấy trên, lúc đó là năm nay em là 43, nhưng mà năm 41 tuổi á, em thấy có chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái em đăng ký Bạn Muốn Hẹn Hò mà đăng ký hoài không ai chiêu hết á. À. Thế thôi để cái tờ giấy độc thân chuẩn bị sẵn ở trong vỏ, bây giờ gặp ai ở ngoài mà làm quen mà ta thấy mình lớn tuổi mình trình ra nè, chưa có vợ nè, nói cơ mai sẵn gặp chị này thì đi vô làm thành lập doanh nghiệp. Rồi xong rồi qua hỏi em, em giống dịch vụ kế toán vậy? Dạ, cái gì giúp anh thành lập công ty, ban đầu thuế má là không rành, không rành lắm, thật sự cũng rành nhưng tại nói vậy không rành lắm, cái gì giúp anh đi. Ừ. Chị này cho số điện thoại, nhiệm vụ mình chính là lấy số điện thoại, lấy được rồi, vô rồi, dính này. Rồi có đưa cái tờ giấy bạn muốn hẹn hò ra không? Dạ đó chưa, đã chuẩn bị sẵn thôi. Rồi xong rồi sau khi mà giấy tờ công ty gần xong rồi, cái đầu uống nước, ngồi nói chuyện, nói em có ý định chưa? Nói dạ chưa. Nói chưa thì để đi, muốn giới thiệu cho anh kia ha. Thích, sao thích là gì? Cái mình giới thiệu mình có thích không? Cái thấy bộ cũng thích thích, cái đưa cái giấy hẹn, cái giấy mà chứng nhận độc thân á, chứng nhận độc thân là đưa ra đặng trình đặng mới quen được, chứ nhiều khi nói mình lớn tuổi rồi có vợ đi gạt con gái này kia đồ vậy hả? Rồi cái mối tình hai người tiến triển sau cái ngày đó như thế nào? Mà tụi em vừa quen vừa cưới vừa tìm hiểu về công việc trong vòng 78 ngày. Đó không rồi, lúc nào thì anh mới bày tỏ cái tình cảm của mình cho cô biết? Dạ sau khi thành lập doanh nghiệp xong xuôi hết là khoảng bao lâu? 48 ngày, là còn lại là 1 tháng, còn lại đúng tháng. Rồi về nhà ăn cháo vịt, về chủ yếu là cho ba mẹ con mắt thấy ba mẹ được ơn liền không? Dạ ơn. Sau khi ăn cháo xong rồi nói chuyện rồi chia tay bữa đó thì có hẹn gặp là uống cà phê để rút lại cái chuyện tình cảm. Tối em gọi thoại, em nói vừa nói vừa cười giống như là tưởng đâu là bên em tưởng nó chơi, nói bây giờ thương á, giờ chịu thì đồng ý về hỏi ba má đi, đầu tháng hỏi cuối tháng cưới. Nhưng mà cái anh này nhìn anh có vẻ khô khan quá hả? Không chị, lãng mạn lắm á. Lãng mạn lắm hả? Một bữa đó, cái điện thoại cho em kêu em á là ăn mặc đẹp nha, cái hẹn em ra quán cà phê. Em một mua Long An đúng không? Đúng rồi, mua một chỗ hoa hồng rồi cái cầu hôn luôn. Rồi lúc em có đồng ý không? Em có đồng ý hay không? Dạ em thấy đồng ý, thấy cũng thiệt tình chứ cũng nhiệt tình nữa. Là cái đêm đó là lúc đó mấy giờ? Là nắm tay rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là nắm tay rồi xong làm gì nữa? Làm gì nữa không? Bà này bà cười không thì em lại nói đi. Sau khi nhận bóng là làm gì không? Thì cái chuyện tình yêu nó đã tới thời điểm chín mùi rồi, thì giống như một cái gọi là chìa khóa tình yêu với là ổ khóa tình yêu, thì nó gặp nhau thì có thể là như thế nào? Không nói đại đi. Trời ơi, có thể là thế nào? Cái quan trọng là mọi người không biết cái chuyện là đi đâu đúng không nào? Tại vì tức là bây giờ phải hỏi là đi đâu thì mình mới có thể là tra chìa khóa vô ổ khóa đó. Chứ còn ở quán cà phê sao mà tra chìa được? Đúng dạ, vô nơi có chữ ca ớt. À có chữ ca ớt là nhà thức đó phải không? Khách sạn thì nhà thức đó, nhà đâu động thức chứ đâu có ngủ được. Rồi sao nè, đó rồi vô chịu hả? Không. Chịu không cũng phản ứng lắm, nhưng mà em sẽ nói là lớn rồi có cái hành động phải có trách nhiệm, nói hồi thì thuyết phục chịu. Rồi vô luôn. Dạ vô rồi đó. Cái thời gian mà từ lúc mà chuẩn bị mà hỏi để tới lúc cưới á thì cũng có nghĩ ra cũng vài cái chiêu mà gọi là bây giờ mình nói ra trước khán giả và trước mà ảnh nhỏ ba mẹ có nghe được, ba mẹ vợ ba mẹ ruột có nghe được thì bỏ qua, em tự làm thầy bói coi ngày cưới cho em. Tại vì em nghĩ là mình quen phù hợp với này rồi, không thể mất đi viên ngọc cho nên mình sẽ đầu tháng coi ngày cuối tháng cưới. Ba mẹ nói mày đi tới đó coi ông thầy đi. Nó dạ đi coi, nhưng mà tự về nói vợ để ông xã suy nghĩ ra ngày đẹp nhất, tự coi ngày giờ luôn, tự trả chữ ký chữ viết luôn. Mua tờ giấy A4 mà hồng á, mua 2 tờ vì cắt ra làm 4, viết 3 tờ kia sai hết, xấu quá với chữ giống chữ mình á, sợ phát hiện ra. Tự mình viết một nét chữ khác. Viết ngày đó giờ đó anh ngày sớ đó là của thầy đó. Dạ của thầy đó. Thầy này thì đó đó. Em viết và tới nhà cô dâu là từ đây từ Long An xuống tới Tiền Giang là 2 tiếng, là tới 10 giờ là tới rước dâu được. Từ Tiền Giang về Long An là 2 tiếng nữa, là 12 giờ là về tới nhà trai là ok. Là được. Cái em đưa cho ba, cái em bỏ vô cái phong bì rồi bạn là thiệp trình ngày cưới ghi hoành tráng lắm. Ghi chữ giống thư pháp lắm, ba đâu nghĩ là chữ mình đâu. Chữ em đẹp lắm nha, nhưng mà ba ghi chữ này xấu đi. Cái ba nói thôi vậy cũng được. Cái bữa đi rước dâu cái em thì ngồi ở sau, ba cũng ngồi, ba với mẹ cũng ngồi ở sau, nói với bác hai á, ba nói với bác hai nói
ông ơi, anh hai, ông thầy này coi ngày cũng rộng quá ha. Hai tiếng đồng hồ mà đi cũng thoải mái. Tôi ngồi sao cười quá. Ông tính hết đường đi nước bước tính luôn rồi. Không? Ông thầy coi cũng rộng giờ. Hai người lấy nhau lâu chưa? Dạ được 1 năm 8 tháng. Một năm 8 tháng. Đến thời điểm này là có bầu 6 tháng. À, xin chúc mừng. 1 năm 8 tháng về ở với nhau. Bạn á, có nhìn ra được cái điểm xấu của người đàn ông này nó lòi ra không? Nóng tính. Ừ. Nóng tính lắm hả? Dạ nóng tính dữ lắm. Thấy vui vẻ lắm mà. Thôi coi chứ đụng chuyện là dữ dằn lắm. Có dữ dằn với bà, với vợ lần nào? Dạ có, dữ dằn nhưng mà em biết vậy đó, cái em nhịn. Cái không cãi lại rồi cái im. Rồi còn gì nữa? Hay tin người nữa. Ủa, dạ, hay bị gạt á. Ồ vậy hả? Gạt sao? Bị đối tác gạt hay con dạ, gái gạt trong, hay là... Đối tác gạt trong công việc thôi. Đi làm thì cái khi thay vì mình phải có cái hợp đồng cụ thể. Mình nhận một công trình nào đó thì mình phải ký hợp đồng cụ thể đối tác. Thì nói qua miệng thôi, mình tin tưởng á. Xong rồi cái người này không hiểu ý người kia. Đó rồi cái cuối cùng cái ra sản phẩm không phù hợp. Cái người kia nói là bây giờ không đẹp, xấu quá, không trả tiền. Rồi ôm. Rồi, hai chồng bỏ tiền túi ra trả. Mà có bị nhiều lần không em? Dạ chắc bị hai lần. Hai lần. Hai lần không cũng chết rồi. Ông xây dựng cái nhà ta không trả tiền là cũng xong hàng. Dạ. Rồi còn gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Tật xấu hết rồi. Rồi, tới Thiết. Nói chung là vợ thì rất là tốt, nhiệt tình trong công việc và có một vài tật xấu, ví dụ như là hay bất cẩn thôi. Ở nhà mà quên đóng cửa thì trong nhà này có máy tính nào đó, thì khi nó mất cái máy tính thì mất dữ liệu rất quan trọng. Mà trong lúc đó thì đóng cửa thì đi gọi đầu. Đi gọi đầu khi người ta vô ta lấy máy tính rồi ta thấy trống trải ta lấy luôn sao? Đâu được, la. La rồi cái giận. Giận rồi cái cự đòi ly dị nó ghê chứ. Vậy á. Nhưng mà có biết đơn chưa? Gần tới cái đòi ly dị thì em cũng rất là tỉnh, tại vì em biết là phụ nữ thì hay nóng nảy vậy chứ, xong rồi thôi gì chứ mình đừng có đổ thêm dầu. Mình nói là nếu mà không phù hợp á thì thôi, viết thì viết, viết thì về anh coi, anh đọc anh ký. Lúc đó em đi làm ngu gì mà ở nhà, trong đi làm em quá rối chứ. Em nói chà, mình mạnh mẽ vậy chứ mà thực sự chuyện tình cảm mình bị cũng đảo lộn nha. Cái em mở máy lên thấy ủa sao cái file gì ngộ quá vậy ta, mở lên cái file của viết ly dị đó. Cái nói cái này viết không đúng nè, phải giật ra giật vô rồi. Mà trong lúc viết mà hỏi ủa này gửi đâu ta, cái gì gửi đâu ta, em hỏi gì đó, ở trên xã nhưng mà làm kế toán thấy không, cũng quen con số, cũng quen viết đơn gì đó, mà cuối cùng cái đơn ly dị là không biết gửi đâu, không biết gửi đâu. Chỉ có vậy thôi hả? Dạ. Vậy mong muốn thay đổi nói luôn đi. Mong vợ thì bớt bất cẩn lại. Thứ nhất, thứ hai đó, nên đi ra ngoài xung quanh giao thiệp với bạn bè và để biết cái khu vực này, khu vực kia có gì thay đổi. Chẳng hạn đi em mời đi ăn chè sau khi cưới hoài mà đâu đi đâu. Bữa nay là 1 năm 8 tháng mà mời chưa được một lần đi ra ngoài đường. Ở nhà. Nhiều khi tao không thích ăn chè rồi sao? Mời đi ra ngoài thôi, không đi. Vậy? Ở nhà cũng vậy hả? Dạ. Rồi. Còn em? Dạ em mong muốn là chồng của em là bớt nóng tính lại, với là cũng nên là đừng tin người quá. Dạ. Nói chung là nên tin đúng người, đúng dạ, không? Đúng, đúng không? Nên dạ. Tin đúng người. Thôi giờ chị chỉ khuyên tụi em á là vậy nè. Từ đây cho đến lúc ngày vợ em sanh á, không nên làm cái điều gì để cho vợ em xáo trộn cái cảm xúc á. Đừng có bị sốc hay là đừng có bị buồn quá hay này kia. Vì từ ở cái tuổi này á, mình có bầu á, dạ. nó nhiều những cái nó mệt mỏi hơn những cái người trẻ tuổi khác, thành ra là mình phải giữ gìn, nhất là về sức khỏe thì mình không nói rồi, nhưng về cái tinh thần á, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái bào thai. Con mà ở tuổi này là con vàng á, dạ. đúng không, con vàng con ngọc á, chứ không giỡn. Bây giờ thì chỉ có chút là hai mẹ con mẹ tròn con vuông, đúng rồi, cuộc sống hạnh phúc à, hạnh phúc rồi, bây giờ thêm đứa bé ra đời sẽ hạnh phúc nhân đôi nữa. Đúng rồi. Cảm ơn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ chào anh Út Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi, em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung.
Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi. Xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê. Xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa, em đứng đó em coi gì em? Là em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái là em coi, với lại em thích đá banh nữa, coi giò coi cản. Nhưng mà nguyên đội nữ không? Dạ nguyên đội nữ. À, mà không đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi để em huấn luyện á. Không mà là em được nhờ vô cái ở chụp cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ chụp gôn vậy, chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra ngoài mà. Nhưng mà sao được em? Sao được em, tại nữ đá nhau sao mà thiếu người anh? Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ mượn thường xuyên. Mượn đến khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ, kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á, không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này vì sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp á. Ý mới đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi thì nên em nhờ mới vô. Dạ mới vô làm liền đó. Là xong rồi đó. Sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy anh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến thích trên mức tình bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà khịa nhau. Mới đầu là cà khịa nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà khịa. Cà khịa rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần. Rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. À, lúa trổ đồng đó em, nào. Lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi. Dạng dĩ may quá. Anh ấy đã biết cô gái. Anh đã biết quen đó phải không? Dạ. Anh ấy đã biết nói chuyện. Đó cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cô làm sao? Có gấp cho em ăn. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin, hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể, để em thấy tội, em thấy thương. Em mới nhắn, Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bả nhắn lại, ông này bị điên hay sao, nó chặn số điện thoại em luôn, nó chặn tin nhắn luôn. Tên của bả cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng, ai là vợ luôn. Không không dạ. Trường Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8 2020. Gặp lại rồi quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm có nghĩa là em gợi muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là đếm nổi không, 3 lần hay gì á? 3 lần luôn. Lý do sao lần thứ 3 mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy, anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đấy. Em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á, em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định, với lại em cũng lo bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới thôi. Gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc nó có chút thay đổi. Em có sống thử không? Dạ không. Em là một người truyền thống. Vậy là giữ gìn. Dạ. Dạ giữ gìn có thể không? Chơi nhiều cái khác nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Đúng rồi.
quen rồi cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ khoảng cách. Không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng, đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nữa chị. Tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa. Cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng. Thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Nhưng mà cũng không được. Tụi em phải 3 tháng sau giữ vậy chờ. Mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Dạ, mừng lắm chị. Em cũng là mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có chứ mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau thì em buông ra. Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok em? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em. Là em bị la. Em bị la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm cái gì á? Đang vỗ tay. Đây là cái đang la. Đúng không? Đó chị sau em hoài. Coi như là được nhiêu ta, được mấy tháng. Dạ. Vậy đâu có thấy tật xấu đâu. Có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Dạ. Anh thấy Phong Hiền cũng chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết, ở trong chăn mới biết. Đâu ví dụ tật xấu gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị. Anh hay coi sàn ở trên mạng á. Luôn luôn có cái để coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim. Dạ. Ví dụ như mẹ con cân hàng con anh thời thay mà đọc những tổ mẹ. Ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này, làm nọ, làm kia. Giống như em đang ngồi với cái máy ấy. Còn ảnh thì vẫn cứ coi sàn. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn vậy một là em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, rồi sao nữa nè? Ảnh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Là tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó, đúng không? Trời ơi, chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ, đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm. Để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Chứ tối nay em nói cho nghe. Đó, sao nữa nè? Đó rồi lâu lâu đá banh á, đá banh xong á thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 giờ. Thiếu nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em. Để nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Vậy em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu anh vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Phóng khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ em dồn em quá. Giờ em bóc lại. Dồn vô, anh đường cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh nói sợ nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua một bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Chứ bả nhắn tin hay gì, bả nói một lèo xong tới lượt em, bả chặn. Em đâu được quyền nhắn, bị chặn hết chặn luôn. Chặn tin, chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật, các chị phải học quá. Không làm gì được anh. Em mò hết cách, chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao nữa, còn gì nữa? Cái tánh em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. À, trời em cũng bù đắp đó em. Dạ. Như làm đồ ăn, dọn ra ăn, rồi xong quay qua quay lại thấy bả đâu mất tiêu. Không quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chi? Đem cho con chó ăn. Không lẽ em nói giờ, không lẽ em dành ăn với con chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm, mai em mua cho con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó mèo ghê thích, lắm. Em cũng thích mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Anh cũng vậy nè. Dơ thì dở em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Anh ngủ đi. Bây giờ chị nói nghe hai đứa.
tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Ừ. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Ừ. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Dạ, dạ okay, mong rằng là các biết. Em dạ. sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ đúng chồng. Đúng rồi. Dạ. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ok, nghe. Dạ. Rồi bây giờ mình dạ. bốc thăm trúng thưởng đi. Cảm ơn anh chị. Ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của đôi vợ chồng tiếp theo. Rồi, mến chào hai em. À, chào, chào, chào. Ồ, chú rể mặc cái áo hoa đẹp quá luôn nha. Hôm nay là cặp này mặc bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này dạ. cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Thôi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. À, em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ, em đang làm DJ. Wow, DJ, DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ, thôi đừng có. Nhận ảnh. Thôi vậy. Em thôi thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng ta đi chay như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Ừ. Thức mà anh Bin thì bây giờ tuổi già sức yếu, ảnh thức tuần lễ á là ảnh đổ bệnh là mất công em mang quà nữa. Thôi. Bỏ đi bỏ đi bỏ. Thôi chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật tiếng nghiệp, bật tiếng nghiệp. Bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi. Thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em thì mới rủ em đi chơi chung. Nghĩa là hai cặp, chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái còn em chỉ là đi đợi đi chơi thôi. Đi theo cho có tụ đó. Dạ. À, dạ. Cái tụ kia có dính không? Hay là chỉ có tụ này dính có thôi? Có tụ này dính. Cái dòng đỡ nó vậy đó. Bởi vì chị hỏi liền thấy không? Dòng đỡ nó ngược ngạo lắm. Thường là vậy đó. Ừ. À. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài, chưa thấy mặt nữa. Nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi. Tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á, gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa mà thấy mặt mà xóa cái tóc này ra là em hiểu lắm. Như anh Bin là coi như hiểu rồi ạ. Thôi tôi gặp đúng không? Bỏ chạy luôn á. Đó. Thì lúc đó là đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Hồ Xuân Hương luôn. Đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Đó. Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè. Chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm rồi hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Lúc đó là em 19 tuổi. Còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị với em đúng không? Dạ. Ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng về gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la vậy đó. Mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ, tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi. Lúc đó chắc em còn phiền quá. Nhưng mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác luôn, với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra nhưng mà thấy bị từ chối rồi má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Không thích lắm. Nhưng mà làm cách nào để mà em cua được người chị này? Nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo mình lãng mạn rồi. Ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học Anh Văn trung tâm. Thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích Anh Văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học.
Xong rồi rủ cúp cua, xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tiền Lâm, rồi em đốt pháo hoa dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm. Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. Coi như ngày 50 đi, cứ cho gì ngày 50 đi. Gặp thời này là mất mối luôn á. Một tháng là 1.500 em, 1.500 mà một năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới bây giờ. Dạ có lời một cục 5 tháng. Lời đó không, một cục 5 tháng luôn. Rồi bây giờ nè, đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. À lúc qua đó một là, năm á là dạ, cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là cũng ấy phải lựa chọn. Lúc đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Cũng khó chịu. Xong rồi cái con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó, rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Là coi như chính thức quen nhau đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á, là vì gia đình của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian thì khoảng hơn 2 năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại, là hai đứa quen xa. Là yêu xa bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. À, cứ mỗi tháng mà lúc đó là con có đi ra làm ở Lễ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền. Cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không phải là nhỏ quá. Đúng dạ đúng rồi. Nhỏ lắm. Hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm. Ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn trao cho. Tới 8 năm luôn à? Dạ. Lý do gì? Do... Dạ tại vì kiểu như là gia đình con gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ là không có cho. Xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Nhưng mà được cái là có giận không? Cái mặt ổng sao? Nói chung là cũng dụ. Nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi tôn trọng. Rất là tôn sao trọng đâu em. Dạ chứ không phải là muốn cho bằng được. Lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi. Với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Được rồi, quá hay. Sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa là 11 năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình đám cưới đúng không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Dạ. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia đi. Đó, đã sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, bây giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Thấy sao mà đẹp quá. Anh thương nó chiều em vậy lắm. Dạ anh chiều, anh rất là chiều ạ. Anh chiều dữ lắm, chiều luôn. Mà chỉ có một cái là cọc, với lại có chuyện gì nói hoài, bực lên là cứ nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng như thế nào? Thì ảnh tự làm đau mình thôi. Thì anh chịu nóng lên nói mà con không nghe. Dạ đấm tay vào tường. Tự đấm tay vào tường. Rồi có đập kiến không? Dạ không. Đập đồ không? Như là nói là con lắng nghe hay là sau đó thì anh cứ nói hoài. Mỗi lần mà con nói biết rồi đừng nói nữa, cái là anh nói
sai thấy anh thấy sai anh nói cho nghe tại sao mà cứ cãi anh vậy, tự đấm tay vô tường. Dạ. Có bao giờ đập đầu vô tường chưa? Dạ chưa. Có vậy cái đô lần... còn nhẹ, đô này còn nhẹ dạ. lắm. Đô kia kìa đập cái đầu. Có điện thoại luôn. Hả? Đập điện thoại dạ. luôn. Dạ. Lần đó là con giận. Mà có bể không? Dạ bể. Đập điện thoại là phải bể chứ. Dạ bể. Sức đàn ông mà. Cái điện thoại cái đinh. Tại vì nhiều khi đập lên cái ghế sa lông rồi sao? Đó. Giận. Bây giờ đó. Còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Nóng tính. Nhưng mà có lớn tiếng như em không? Có lớn tiếng như em? Dạ lớn tiếng. Cọc thì lớn, thì rất lớn, là lớn tiếng với giận là cãi vã đó. Cãi vã đúng không? Ừ. Rồi mỗi lần mà thường như vậy là tại sao những cái lúc mà con đập đầu đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Không, ý là con dồn nén những cái việc áp lực ở bên ngoài công việc của mình hay là với vợ? Khi cãi nhau với vợ rất là hiếm. Và mỗi lần cãi là rất là to. Tại vì cứ những mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện vặt vãnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra. Nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Thì nhưng mà trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Ok. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì ít lại. Tại vì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình. Yes, đúng rồi đó. Yeah. Có nghĩa là khi mà đến một cái độ tuổi mà mình cảm thấy là mình đủ sức để mình gồng gánh gia đình, mình phải là trụ cột thì những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa. Tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ nhìn con. Nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy? Mình đang định nói cái gì vậy? Anh muốn hỏi là trước khi chồng em chia sẻ cái điều này, em có biết chồng em tại sao có những cái phản ứng như vậy không? Là chịu đựng. Em có biết không? Dạ, do công việc rồi nói chung là cuộc sống khó khăn nên là ảnh dồn nén mà ảnh không có tâm sự được với con á. Không phải là không tâm sự được mà không có dám chia sẻ, sợ là thêm gánh nặng về cho vợ mình. Tại vì mà ổng đi làm về, ảnh đi làm về lúc nào cũng coi con buổi tối cho con nè, rồi cơm nước này kia nọ là ảnh cũng nấu. Nhiều khi ảnh cho con bú sữa đêm, canh con ban đêm cho con ngủ không à. Mà ở ngoài đường thì áp lực nhiều việc ảnh cũng không nói được. Thì mình nghĩ là lúc nào ảnh cũng ổn. Rồi tới khi mà ảnh bùng nổ thì ảnh trách là anh đã nhiều việc rồi em còn không có san sẻ được mà còn trách anh này trách anh kia, cho nên là ảnh mới bùng nổ vô. Bây giờ này cô đố con biết tại sao vợ khóc. Đố. Tại thương chồng. Đó. Tức là cái giọt nước mắt này là do là như thế nào? Có nghĩa là cổ tưởng tượng lại những lúc mà con như vậy, cổ tủi thân hay là vì lý do nào khác? Theo con thì có nghĩa là con cảm thấy là đây vừa là giọt nước mắt hạnh phúc mà vừa giọt nước mắt trách móc nữa. Có nghĩa là tại sao anh không chia sẻ với em? Tại vì em vẫn muốn chia sẻ và vẫn muốn có nghĩa là san sẻ tất cả những vấn đề với anh, tại sao anh không nói, rồi tại sao anh cứ cố gắng chịu đựng một mình như vậy. Cô á thì cô lại có một cái cảm nhận khác con một chút xíu, có nghĩa là tại sao vợ con khóc là bởi vì như vậy. Con hiểu đâu khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nó nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực, chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy không phải, mà nhìn cái hình ảnh cái người chồng mình như vậy chịu không nổi, tại mình biết chồng mình rất là đau, rất là khó chịu, rất là khổ nhưng mà không biết cách nào. Đó, nó là như vậy. Ví dụ như người chồng mà đánh người vợ lại khác nha, mà tự làm đau bản thân mình để kềm cái cơn giận xuống, để kềm những cái gì mình cần giấu xuống, thì cái nỗi tức là cái lòng yêu, lòng thương của người vợ nó khủng khiếp lắm. Và giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con
cái cảm xúc đó nó trào lên. Có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Thương và rất là, con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn đúng không? Đó, nó là như vậy đó. Cho nên cô nghĩ là sau đây thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa. Đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Vì 5-6 tháng, em bé mới 5-6 tháng đúng không? Đó, mà bây giờ lại còn đứt ruột với chồng kiểu đó nữa thì là rất là tội nghiệp. Cho nên thôi đi con. Mà Nguyên nãy nói là dạo gần đây là hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Từ lúc mà có con là thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà từ lúc mà có con cho tới bây giờ thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái sự giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Là nói chung là câu chuyện này nó cũng không có gì hết, là tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Thì vừa làm xong thì là lo đi liền. Là lúc đó là không có bật 3G trên điện thoại. Thì lúc đó vô tình là vợ gọi vô. Gọi vô là để cho nói chuyện với con trai. Nhưng mà lúc đó gọi không được thì gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Là bạn này có cài cái chế độ là tìm kiếm nhau trên điện thoại. Thì con có giải thích, rồi cũng có chụp hình nói chuyện với quản lý trong cái khoảng thời gian đang làm việc đó cho bạn xem, rồi giải thích cho bạn. Thì bạn này bắt đầu cũng hơi nguôi. Tự nhiên lúc đó thì con lại cũng thấy oan ức quá. Ủa, tại đang đi làm mà cũng thấy oan ức quá. Rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Thì xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ cũng có những cái nó bất ổn, mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Nhưng mà vẫn cảm thấy là vẫn chưa đủ với vợ. Lúc đó cũng tâm lý lắm, nhưng mà không hiểu sao là tại sao mình tâm lý như vậy. Mình hết ngoài cái thời gian làm việc lúc nào mình cũng ở nhà mà, nhưng mà tại sao vợ vẫn ghen dữ vậy. Và mặc dù là định vị thì con vẫn bình thường luôn, con không có suy nghĩ gì về cái vấn đề là định vị hay gì hay không á. Thật ra là nếu mà cài cái đó vô thì bạn này có đi đâu, đi làm xa thì con vẫn biết được là bạn có an toàn hay không. Nên cũng không có đặt nặng nhẹ cái vấn đề đó, nhưng mà không hiểu tại sao là ghen dữ vậy. Hay là chồng có cãi nhau lớn tiếng thì cũng khá căng thẳng. Nhưng mà nó hết nhanh lắm. Khi đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi, ngày hôm sau lại bình thường. Khi nào đòi ly dị không? Dạ không. Hai đứa chưa bao giờ cãi nhau đến cái mức mà phải đòi chia tay chia chân. Dạ đúng. Ôi, như vậy là quá vậy tốt thì rồi. Quá tốt rồi. Và nhất là khi mà con đã nói, Nguyên đã nói được cái điều gọi là nhìn con mình xong tất cả mọi thứ bỏ qua hết. Dạ đúng rồi. Bạn đã hiểu được như thế nào về gia đình. Rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Giờ, con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tố con là tánh con hơi nóng tính. Còn vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Cô ấy cũng nóng. Nhưng mà đây là quánh thẳng luôn. Quánh thẳng luôn hả? Bục thẳng luôn hả? Tay luôn. Chắc lúc đó ỷ nó xanh trước á, nó có quyền quánh con á. Rồi nói chung là... Nhưng mà quánh sao? Quánh đau thiệt không? Đau không quánh con? Yêu? À đau. Rồi con sao? Quánh mạnh tay á. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Chịu trận luôn chứ không có... Không có dám phản kháng. Không dám phản kháng gì hết. Rồi nói nghe nè. Chị không thương em gì hết à? Người ta giận người ta đấm tay vô tường. Còn cô giận là cô như cô bụp ống luôn. Tại vậy lúc đó phản ứng nói... của ổng á. Dạ anh hay nói là anh nói nhiều nhưng mà anh không làm hết.
em cũng nào cũng vậy á, em im cọc lên đánh chồng thôi, không nói mà làm đúng không? Cọc bốc chồng luôn. Cho nên là hai vợ chồng như là bù trừ cho nhau vậy. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thưa nó đi con, nó bạo hành con thưa nó đi. Ê, nhưng mà đánh con đánh nguyên xong rồi đó, rồi chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi không? À cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời ơi trời. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền. Rồi cũng cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này, phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt chước con á, sau này vợ nó khổ đó nha. Thiệt. Nó vừa thêm cái tánh đánh cọc của con, của ba nữa. Cọc cái cọc của ba. Nó là coi như con vợ kia là xong hàng luôn đó. Hiểu chưa? Bỏ liền tay. Ôi, ở tật xấu là nóng lên là bụp mình luôn. Rồi bây giờ cái còn tật xấu gì nữa nè? Dạ không, thật ra thì chị có cái... Có thích mua sắm không? À đúng rồi. Rất là lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong là cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là hay cứ rải ra đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, là thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích livestream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh là bảo mặt không hả? Người ta không mặc luôn. Bây giờ bây giờ nhiều quá rồi, xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Rồi cho. Con có mua đồ cho chồng mặc đồ second hand không? Dạ không, đồ của con thì đồ nữ không? Đồ. Dạ. Là bạn này bạn mua đồ second hand về để bạn làm ăn. Dạ. Livestream bạn bán. Đó, nhưng mà tại vì thời mua. Chưa tới cho dạ, nên là không có ai mua. Chưa có dạng mua quá. Cuối cùng là đi làm từ thiện. Dạ. Thì cũng được. Bây giờ mình mua đồ second hand bán được, mốt mình mua cái khác. Mình chuyển gọi là chuyển mặt hàng để coi là cái năng khiếu buôn bán của mình tới đâu. Dạ. Không biết ngôn vậy đó. Hay đồ ấy xong cái đồ nào mà thanh lý là dạ, thanh lý lại hay thử á. Dạ. Cái đó cũng dễ thương. Rồi còn đằng xấu gì nữa không Nguyên? Dạ hết. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi, rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết. Anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích đó. Con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm. Thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Thì nhưng mà trong cái suy nghĩ là gia đình vẫn là trên hết thôi. Nên cũng không muốn đánh đổi gì cả. Nên chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Bây giờ cô á, với hai đứa nè, cô chỉ có một cái ý kiến nhỏ thôi. Thực ra cuộc tình của tụi con quá đẹp, đẹp quá đi, mười mấy năm trời đúng không? Qua bao mà đúc kết lại là nếu mà tưởng tượng nha, nãy giờ cô nghe tụi con kể chuyện á, là cô tưởng tượng là toàn những khung hình đẹp thôi đó. Như chú này, chú Thuận là đạo diễn là đúng không? Em đã nghĩ ra là một cái câu chuyện về một cái mối tình mà thanh mai trúc mã quá đáng yêu, vượt lên bao nhiêu trở ngại đúng không? Vượt qua bao nhiêu cám dỗ để điều mà đến được với nhau rồi. Mà lại là nam thanh nữ tú, giữ cho nhau xứng đào xứng kép đúng không? Thành ra nó quá đẹp đi, nó chỉ trong phim ảnh, trong cổ tích thôi đó. Vậy đó mà tụi con có được. Thành ra đã có được thì phải giữ được. Con hiểu không? Và cô chỉ nói con vậy nè. Con rất là đẹp. Con rất là gợi cảm, con rất là quyến rũ. Con có tất cả những cái gì của một người phụ nữ đẹp. Mà chồng mình phải là người giữ mình, chứ không phải là mình là người cần thiết phải giữ chồng. Đó cô nói nghiêm túc. Cái đó là cái thứ nhất về ngoại hình của con. Cái thứ hai là cái tài sản con có bây giờ là cái hộp xoàn của ảnh, là cái thằng cu mà 5-6 tháng đó. Hiểu không? Coi như con nắm linh hồn của ảnh luôn rồi. Nắm linh hồn. Mà cái người chồng của mình hoặc người vợ của mình á, thân xác không là cái gì hết, cái linh hồn, cái tâm hồn mới là cái quan trọng nhất. Con nắm hết rồi, đúng không? Cho nên rằng á,
nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng, đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này, cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi. Bạn không giống như bạn hồi đó đâu. Tại vì con phải đợi cái đó là một năm hơn. Thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại. Bạn sẽ trở lại như một người gọi là bình thường trước đó, trước sinh. Đúng không? Cho nên bây giờ là lâu lâu có những cái cơn mà do nội tiết tố nó bị tiết ra nhiều quá em. Không có kềm hãm được. Đúng không? Tại vì sợ chứ. Vì quá yêu chồng mà. Quá yêu chồng thành ra tưởng tượng. Trời ơi! Một khi mà cái bà nội tiết tố bà tiết ra rồi nha, tưởng tượng cũng dữ hơn ta. Nóng giận cũng dữ hơn người ta. Hiểu không? Mà ngộ lắm. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp. Cho nên con đừng có sợ gì hết trơn trọng. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, cái dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này. Đúng rồi. Em nói chứ. Dạ, tại vì hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa con. Dạ. Là mấy năm? Dạ, 2 năm. Wow. Cưới 2 năm rồi. Cho nên là... Sao nữa nè, vợ nói tiếp đi, vợ nói tiếp đi, sao nữa? Con muốn nói gì với chồng? Chưa gì là chồng đã muốn trao gửi cho vợ rồi đó. Em sẽ thay đổi, cố gắng thay đổi tin tưởng chồng hơn. Chồng cố gắng nha. Hôm nay muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn mà cái đây năm năm. Cái lần thứ nhì đó, phải không? Chứ không phải Hồ Tuyền Lâm đúng không? Đây muốn nói một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không? Em đồng ý. Cảm ơn chồng. Chồng, vợ cảm ơn thôi hả? Dạ. Cảm ơn chồng. Có hứa với chồng thêm cái gì? Hứa như đinh đóng cột quá. Không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Chính xác. Em cũng nói gì hả? Anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, được, quá hay. Đó, giống như chị Vân nói là cái chuyện tình của các em nó giống như phim rồi. Khóc rồi. Và bây giờ khi mà các bạn đang hiện hữu ở đây với một cái hình ảnh này, thật sự mà nói là nó còn hơn phim nữa. Hy vọng là các cặp vợ chồng Son và các cặp vợ chồng khi mà xem được chương trình này và chứng kiến hình ảnh này thì Quốc Thượng mong rằng chúng ta hãy quý mến nhau, yêu thương nhau và hãy tận hưởng những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, giống như hai bạn nha. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc nữa chúng ta gặp lại. Hồng Vân và chú Thọ. Rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Tụi con ngồi ngoài chút xíu nha.